Bình Ngọc Hà xin mến chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng Bình Ngọc Hà hôm nay xem và trải nghiệm tàu chở khách đi Sài Gòn SE5 chạy qua gác chắn Việt Ba và tàu chở hàng về ga Giáp Bát qua gác chắn Ninh Đàm và Ngọc Hồi. Xin mời các bạn cùng xem.